why not? Còn gì nữa không? Dạ không, mà ông có khỏe không ạ? À? Cảm ơn. À, cô gọi trưởng phòng nhân sự lên đây gặp tôi. Có lẽ ta cần cắt giảm một số nhân viên vì hiệu quả làm việc không tốt. Ôi, mấy cha, mọi người đã tạm biệt nè. We are not.